Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y tế cộng đồng của Đài Lướt ở Sài Gòn TV, phát hình hàng tuần vào mỗi chiều thứ hai từ 7 giờ đến 8 giờ. Và thưa quý vị, đây là chương trình trực tiếp truyền hình nên bất cứ lúc nào quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe, liên quan đến những thuốc men và quý vị đang dùng. Và thưa quý vị, số điện thoại là 714-893-3264. Tôi xin nhắc lại, số điện thoại là 714-893-3264. Và để cho chúng tôi có thể trả lời được nhiều quý vị hơn thì chúng tôi xin quý vị sửa soạn sẵn câu hỏi, và đồng thời khi quý vị gọi thì quý vị làm ơn vặn cái tivi nhỏ xuống và đồng thời dùng điện thoại để nói chuyện với chúng tôi thì nó không bị cái echo, thì nó để âm thanh được nghe rõ ràng. Và thưa quý vị, hôm nay đến với chúng ta có bác sĩ Đinh Lương Nhân Trần. Xin kính chào bác sĩ Đinh Lương Nhân Trần. Kính chào bác sĩ Toàn, kính chào quý vị. Và thưa quý vị, thì đồng thời ngoài ra chúng tôi cũng khuyến khích quý vị nên liên lạc với chúng tôi qua cái email address là gì bác sĩ Nhân? Email address đây là ytelstv@gmail.com, ytelstv@gmail.com, một lần nữa ytelstv@gmail.com. Quý vị có thấy cái số cái email address này trên màn hình thì quý vị cứ theo đó. Và trên đường dây tôi có một khán giả, xin quý vị cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Dạ. Chào bà. Dạ, thưa tôi là tên là Vũ Mai, ở Tinh Lốt ạ. Dạ. Tôi muốn thưa với bác sĩ là tôi chữa cancer, breast cancer nó được xong hết rồi, chemo với radiation xong khoảng 6 tháng nay. Giờ bây giờ hai bàn tay và hai bàn chân tôi rất là đau nhức. Thì tôi đi lên bác sĩ gia đình đó, bác sĩ gia đình mới cho tôi đi thử máu về khôn khách. Thì bác sĩ nói là cái kết quả này nó có đó. Nhưng mà bây giờ tôi cho bà đi chụp hình X-ray hai cái bàn tay, hai cái bàn chân của bà. Rồi đó, rồi người ta coi nó như thế nào rồi sẽ chuyển mình đi cho cái bác sĩ chuyên về khôn khách. Thì bác sĩ thấy nó cho tôi nhức mấy ngón tay, ngón chân lắm. Bà, bây giờ trước hết thì từ 1 tới 10 bà đau cỡ mấy? Dạ, tôi đau khoảng 7. 7, ok. Mấy lóng tay, lóng tay nó có sưng lên không? Cái lóng tay nó không sưng gì hết, nó chỉ đau thôi hả? Nó đau, nó nhức. Dạ. Bà nó có tê không? Dạ, không tê luôn. Đau mà không tê. Mà nó không sưng nữa, nó chỉ đau thôi, nó không sưng, không đau, không tê vậy thôi. Dạ, dạ. Nó đau lắm mà đến nỗi mà cái cánh tay tôi với cái... Nó cũng bị đau đau theo nữa, mà trong cái tờ thử máu đó bác sĩ, tôi không có rành, nhưng mà tôi thấy có cái chữ gì Anascreen là để 1.4. ANA, cái đó nhỉ, cái ANA, cái đó là nó một cái thí nghiệm đó, nó dùng đặng nó coi mình có cái nguy cơ bị cái phong thấp hay không. Cái đó mà nó positive chưa chắc là mình bị rheumatoid, mà nó negative cũng chưa chắc là mình không bị. Hoặc là lupus. Không là, dạ, yeah, có thể là mình dùng nó đặng mình thử cái lupus nữa. Yeah. Nếu mà muốn mà chắc ăn là mà bị cái phong thấp rheumatoid arthritis, phải thử thêm một cái thí nghiệm nữa, nó gọi là CCP, CCP antibody. Yeah. Để tôi hỏi thêm bà, hiện bây giờ đó bà có uống thuốc gì không để mà ngừa cái chuyện để đau cái tay này, bà có uống thuốc gì không? Tôi đau nhiều quá thì bác sĩ có cho tôi uống cái Celebrex á. Dạ, đỡ không? Khi tôi đau nhiều tôi uống mà tôi thấy nó 200mg mà tôi nói không ăn thua gì hết trơn à. Dạ. Yeah. Dạ, mà khi mà tôi khó chịu quá thì tôi cũng lấy tôi uống, tối tôi đi ngủ tôi uống để cho nó có cái giấc ngủ vậy đó. Nhưng mà bây giờ đó bà, cái người bác sĩ gia đình nói rằng khi mà đưa tôi lên cho bác sĩ mà về không khắc á, ổng sẽ test thêm một số gì nữa. Đúng rồi. Dạ, thành ra tôi hỏi bác sĩ thì bây giờ tôi khó chịu quá đi. Nó không sưng gì hết, hai tay chứ không sưng mà nó đau. Trường hợp này đó, bác sĩ Nhân biết bây giờ bà bị breast cancer, mà bà có xạ trị, rồi bà có cái radiation therapy, rồi bà có chemotherapy đầy đủ hết á. Mà cách đây 6 tháng rồi. Dạ. Thì 6 lần. Dạ. Radiation 31 lần. Theo tôi đó thì cái trường hợp này đó, cái đau tay của bà đó có thể một phần do phong thấp, coi là ANA mà positive thì có thể do lupus, nhưng mà đôi khi cái xạ trị cũng như là chemotherapy cũng có thể gây ra cái làm cho bà bị bệnh này. Thì một cái thuốc mà tôi nghĩ đó
nếu mà có thể thử đó thì bà thử xin bác sĩ gia đình thử cho bà Lyrica coi. Chứ Lyrica khoảng chừng 75mg mà ngày 2 viên hoặc 150mg mà 2 viên có thể là giúp được bà. Tại biết bây giờ đó bà đau quá thì cũng nên thử. Ngoài cái Celebrex ra đó mà bà uống Celebrex mà không có hiệu lực thì tôi đó, cá nhân tôi có thể tôi ép thêm cái Lyrica có đỡ không? Dĩ nhiên là bà phải gặp bác sĩ chuyên môn về phong thấp rồi đó. Tại vì bác sĩ gia đình gửi bà đi rồi, nhưng mà đều nếu mà có thể bà xin ống cho bà thêm Lyrica LYRICA chừng 775mg hoặc là 150mg uống cộng thêm cái Celebrex. Celebrex mà không có work có thể thay thứ khác được. Nếu mà nó không work không có uống vào sinh nhân. Bác sĩ nghĩ sao? Dạ, tôi hỏi một khi mà tôi chữa ung thư thì bác sĩ cho tôi thuốc đau nhức rất nhiều. Bây giờ tôi không dám uống từ sợ thái, bây giờ tôi nè 2 kilo tôi cũng có nè, tôi cũng có, ai cũng có, tôi cũng có gì, tôi cũng có, tôi cũng dám uống. Tôi đúng rồi, nó không giúp thì bà có thể, bà nếu bà có gabapentin, bà thử try thêm cộng gabapentin đi. Bà có thể đó, hydrocodone là cái chuyện chót bà uống. Nhưng mà nếu mà bà muốn thì bây giờ uống hạ Celebrex mà không có chịu nổi đó, mà không đỡ đó, thì có thể ép cái gabapentin. Còn nếu gabapentin không hết thì cái Lyrica, mấy cái thuốc này tương đối nó không có làm cho bà, nó không nặng như là hydrocodone đâu. Hydrocodone là cái thứ cuối cùng tôi đề nghị bà, nhưng mà tôi đề nghị bà uống Celebrex không được, không đủ thì có thể ép Celebrex cộng thêm cái gabapentin, không thôi Lyrica trước khi mình qua cái thứ hydrocodone. Cái bao tử tôi nó bị cái bằng acid rất là nhiều, thành ra nó Tôi đồng ý bác sĩ Toản. Bây giờ đó gặp bác sĩ gia đình của cô, xong rồi cô xin cái thuốc gabapentin hay cái thuốc Lyrica, hai cái thuốc này nó không có hại bao tử, thành ra tôi khuyên bắt đầu trước là uống thử hai cái thuốc này đi ha. Xong rồi nhưng mà Lyrica nha, nhưng bác sĩ spell lại cho tôi cái chữ nó viết sao. Nó viết là L là xong rồi Y-Cret. Xong rồi R-I-C-A Lyrica. Thật ra nó cũng có gabapentin, và uống gabapentin cũng được. Tại vì cái Lyrica nó mới hơn gabapentin, nhưng mà nó cũng giống như gabapentin. Cảm ơn bà nha. Cảm ơn bà. Tôi lấy cái hôm trước tôi ra cái bọn bảo có cho tôi cái Voltaren đó. Voltaren cũng được, nếu bà uống Voltaren cũng được chứ phải không, hay là bà thoa cũng được. Voltaren có hai loại, uống với thoa cũng được. Không work luôn. Nếu vậy thì bà phải trở về với gabapentin hoặc là Lyrica. Cảm ơn bà nha. Hello, tôi có một quý vị khán giả trên đường dây, xin quý vị cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi. Dạ, xin chào hai bác sĩ ạ. Và em hỏi cho con gái em thôi, nó 16 tuổi á, thì mới hôm qua thôi, nó sao mà nó cả người của nó đang ngứa, thì nó nói là nó bị hai là gì, bị ứng gì đó. Rồi em có cho nó đi nghe, người ta nói cho nó tắm nước nóng, thì nó nóng trên cái người để cho cái da giống như nó calm down á, rồi xong lấy chanh trà vô rồi cho nó uống nước chanh đó thì nó bớt. Mà hồi sáng hôm nay thì người ta đi CVS á, thì hỏi mấy cái dược sĩ, và dược sĩ có chỉ cho mua cái thuốc Benadryl á, bác sĩ, để cho nó uống cho nó đỡ ngứa. Thì theo bác sĩ thì nếu mà không uống thuốc á, thì mình tại mình muốn không cho nó uống thuốc, tại nó cái bao tử của nó bị yếu, thành ra em muốn làm mấy cái đó mà nó còn ngứa lắm, thì bác sĩ có cách gì giúp để cho nếu mà không uống thuốc thì mình làm cái gì cho nó khỏi ngứa, cho nó mau hết thì phần đầu tiên đó là tắm nước nóng không, cái đó rất là không đúng, rất là sai, phải tắm nước lạnh. Okay. Phần thứ hai nó đã bị phản ứng vậy rồi mà mình còn chùi thêm cái lemon juice nó rất là sai, tại nó cái chất acid nó còn làm ngứa thêm nữa. Lần sau phải cho nước đá lên, nó lấy nước đá tha nước đá là nước đá nó sẽ làm nó sẽ làm thoải mái hơn. Uống Benadryl, đúng là đúng. Có nhiều mấy cái thuốc khác mà có thể pomade mình bôi lên cũng được, mình có thể nếu nặng quá mình vô bác sĩ gia đình có thể dứt steroid làm nó giảm cái hive xuống. Nếu mà đầy người hết mà uống Benadryl không đỡ, mình phải tới bác sĩ gia đình, làm bác sĩ gia đình có thể cho thuốc nặng hơn giống như là hydroxyzine, và có thể chích thêm hay cho uống prednisone nữa, mấy cái steroid để nó giảm sưng. Chứ là thoa pomade giống như triamcinolone, mấy cái steroid. Có nhiều khi mình bị phản ứng vậy đó, mình phải đo cái nhiệt độ. Có nhiều khi mấy cái bệnh mà nó
nó tạo ra cái rash, nó cũng có là từ cái con virus nó tạo ra. Thành ra nếu mà đo nhịp độ nó cao đó thì phải vô khám bác sĩ ngay lúc đó. Tôi đồng ý bác sĩ Nhân là thế này, thì thường thường mà bệnh nhân gặp tôi đó thì tôi khuyên là nên có cái khăn lông đó, tắm nước lạnh thì ok, tắm nước lạnh thì ok, còn nếu mà nó ngứa chỗ nào thì lấy cái khăn lông bỏ trong tủ lạnh đó, có cái nước đó, đắp lên cái chỗ mà nó ngứa đó, thì nó đã ngứa không có gãi, tại vì nó là một cái vòng luẩn quẩn, càng ngứa càng gãi, càng gãi càng ngứa. Đó là một cái chuyện. Thứ hai mà tôi chỉ phụ thêm thôi là bôi thật nhiều skin lotion, rất là nhiều loại skin lotion khác nhau, Vaseline, intensive skin lotion hoặc là Lubriderm, tha thiết nhiều skin lotion nó cũng bớt ngứa. Thành ra theo tôi là làm cho nó lạnh, đắp nước lạnh lên xong rồi bôi skin nhiều skin lotion lên thì nó cũng giúp đỡ phần nào. Dĩ nhiên là uống thuốc thì bác sĩ Nhân trả lời, thì tôi hy vọng tôi trả lời bà rồi nha. Thưa quý vị, thì phần đầu tiên của chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn. Chúng tôi xin tái ngộ cùng quý vị sau phần quảng cáo của những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Và trong off air tôi đang nói chuyện với quý vị off air. Cảm ơn ban kỹ thuật cho off air.